Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của kênh A Tuân TV. A Tuân mới đi làm về nha các bạn nhá. Đàn gà của mình đang rất là đói này. Đấy, đi làm về tranh thủ ra chăn gà một lúc. Đấy, đây là mấy con gà ngố đây. Đấy, gà này thì lấy từ Bắc Giang về này. Đấy, mấy hôm nay thì đã quen dần với môi trường ở đây rồi. Đấy, đã bắt đầu chạy long nhong khắp nơi kiếm ăn rồi. Đấy, còn đây là con gà ri mình lấy từ Vĩnh Phúc về nhá. Con gà này dữ lắm các bạn ạ. Nó chuyên đuổi mấy con gà này thôi. Đã không ấy rồi, còn vào đây chăn. Mấy con gà ngố này chứ nó đuổi là sợ. Đây mình ra đây mình gọi. Hai mẹ con gà này cứ đuổi. Đây, A Tuân lại phải đổ thóc ra đây ít để nó chạy ra đây ăn. Hai con gà, hai mẹ con gà ri Vĩnh Phúc kia rất là dữ. Đấy, đuổi mấy con này. Đấy, nhìn đàn gà ăn khỏe mạnh, rất là vui các bạn. Đấy, gà này chân to phết đấy các bạn ạ. Đấy, thịt là gặm chân hơi bị sướng luôn. Hôm trước mình thịt một con. Đấy, hôm trước mình thịt con mình mua của ông hàng xóm này. Mua lại. Ông ấy nuôi lớn rồi. Đấy, giống gà này thì nuôi lớn thì nó tầm khoảng vào 2 cân 8 đến 3 cân nha các bạn nhé. Đấy, đây là tầm khoảng cân 2 cân 3 thôi. Hôm trước mình mua nó 5 con này nó rơi vào tầm khoảng 500.000. Đấy. Mấy hôm đầu về nhìn ngu ngu mình tưởng là không sống được ấy, không thích nghi được ấy, nhưng mà thích nghi tốt các bạn. Mấy hôm nay chạy long rong khắp nơi kiếm ăn rồi. Lên cả đồi rồi. Đấy, giờ cũng thành gà đồi thôi mà. Đấy, nuôi thả này ăn thịt rất là chắc luôn. Cứ hôm nào mình đi làm về hay là thấy mình ra hay là bắt đầu chạy về đây rồi. Mình hay cho ăn đấy. Đây là dặn lắm. Đấy, ăn nhoáng cái là hết đấy. Ăn nhanh phết đấy. Đấy, mình cứ đi đến đâu là có thức ăn là nó chạy theo luôn.
gà mình nuôi ấy, chăn nó khỏe mạnh. Rất là vui. Ăn đi các em, ăn lớn nhanh để anh có thịt. Đấy, hôm trước là mình kiểu như ông ở dưới này cũng mua ấy, cùng đàn ấy, nên là mình phải cắt đuôi đi, không sợ nó chạy xuống kia lộn, mình không biết con nào con của mình ấy, con nào con của ông, nên là mình cắt đuôi đi. Đấy, có cái con màu cờ kia là nó hay chạy xuống dưới kia. Đấy, mình cắt đuôi thẳng này là sướng, biết con nào con mình. Con gà này mình sợ kiểu mấy hôm đầu nó xuống chạy sợ nó không biết về, xong mình mới làm vậy thôi, cắt đuôi đi thôi, nếu mà nhầm mình chạy cái xuống mình bê về. Nhưng mà bây giờ thì nó chạy xuống kia nó cũng biết về luôn rồi, tối là nó cứ lên chuồng nhà là ngủ thôi. Không sợ người đâu, nó nhìn thấy mình quen rồi. Đấy, ăn no rồi bắt đầu chui vào bụi rậm. Trời nắng quá, tầm này hơn 3 giờ rồi mà trời vẫn còn rất là nắng luôn. Đấy, còn cái mẹ gà kia thì rất là dữ dằn luôn, đuổi âm ấy. Hôm nào mà nuôi con lớn tí mình cho vào nồi thôi. Mình chia sẻ một chút về cái công việc chăn gà của mình nha các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và đầy năng lượng, gặp nhiều điều may mắn. Xin hẹn các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn nhé.